Chào các bạn nha. Đây mình vô nhôm cho mấy cái gốc mai vàng à. Mai vàng mà trồng trồng lấy đế. Mình trồng cũng được gần tháng rồi, xuống đất gần tháng rồi nè, nụ nó bung ra nè. Xong rồi cây nó vừa sống rồi mình bắt đầu mình uống. Mình vô nhôm nha. Mình lựa nhôm cho nó bằng với cái gốc mai mình thôi nha, bằng cái thân mai thôi. Nếu mà nhôm bự hơn quá thì cây nó sẽ bị hút bởi cái nhôm, nhôm nó cũng hút cái cây đó đó. Giờ xong chúng ta bẻ khúc cua. Cái gì là ok đấy các bạn. Đánh cái cua nó chăng à. Có một cái dáng cong lên. Vậy là ok đó. Mình tiếp tục ở đây nè. Tiếp nha các bạn. Nói chung thì mình cũng mới trồng mai thôi. Cái cây này thì cái cây này mình giống mới luôn. Mới bắt đầu chơi luôn. Cái bộ đế này là mình trồng nghiêng nha. Mình trồng nghiêng cái bầu cây nhà vườn á. Về đây nhưng mà mình khi mình đặt chưa mình đặt nghiêng. Nhưng thì nó sẽ có một cái ghế, cái bầu ghế nó ôm với lại cái bệ, cái bầu này nè. Nó sẽ cho ra cái bầu đế nó đẹp hơn. Nhưng mà trồng cái này rất là tốn thời gian. Nó sẽ chậm lớn hơn so với cái cây trồng thẳng lên. Nhưng mà khi cây mai chúng ta trồng thì nó sẽ lợi thế khi cây mai chúng ta nó có bầu đế đẹp. Vô nhôm này thì có khoảng 2 tháng hoặc là 3 tháng
tùy theo cái cây nó lớn nhanh hay chậm thì các bạn xả nhôm ra nha. Chúng ta thường thường 1-2 tháng chúng ta dòm cái thân cây coi nó có bị khuyết không. Nếu cái cây nó lớn nhanh thì nó sẽ bị khuyết nhanh thì chúng ta sẽ xả nhôm sớm ha. Xả nhôm rồi chúng ta sẽ có một cái cây cặm để giữ cố định cho cái chiều cong của cái cua này nè. Nếu như cây này nó đã cố định rồi thì chúng ta không cần cặm cột cố định. Còn nếu nó chưa cố định thì chúng ta lại uống thêm một lần nữa, vô nhôm một lần nữa cho nó giữ cái cua, khúc cua này. Đó vậy đó. Này, các bạn thấy không? Xong rồi đó, đây nè. Đánh khúc cua gì đây. Đó, khi nó lớn lên thì mình sẽ làm cái clip nó lớn lên. Nhưng mà lớn lên thì lâu lắm, có thể là một vài mùa, 5-6 mùa thì nó mới thành hình được. Giờ thì nó còn nhỏ lắm. Cái cây bên đây mình uống quái nè. Uống quái luôn á. 2, 4, 6 6 6 nhánh quái. Đánh lã hai bên. Mình tới nữa cho nó lên, cho nó lên thành thân chính luôn. Chơi tán thông luôn. Nhưng mà mình chơi cái kiểu 5, 6 thân. Rồi một cốt nó lên nha. Cây này là một cốt nó lên nè. Cây này là một cốt nó lên lên, nhưng mà mình lấy 6 nhánh đó mình uống chẻ ra. Chẻ ra vô đây nè. Chẻ ra. Đây mình cầm bề nhôm nó hơi khó. Đó. Mình chừa một thân lên nè. Đột nó phát triển rất là tốt. Đó, thấy chưa? Mình cây này thì có khoảng 5 mùa thì mỗi một cốt nó có khoảng nó tay cái hết đi. Ví dụ như một cốt nó tay cái thì cũng đẹp rồi. Nguy hiểm nha, cây này nguy hiểm. Tiếp tục nha các bạn. Đây nha. Để bông trang nha mọi người. Mấy cái lá nách chúng ta cứ lật nó bỏ đi. Còn để lá nách làm gì mấy con. Lá nách này nó tạo nhánh thôi. Cắt cũng hơi xô le, nhằm cộng dài thì mình sẽ ưu tiên những cây dài. Cắm xuống đây một đoạn nữa. Cái này dùng quê thì rất sáng nó bán ra cái hàng đồ tươi, đồ cá mắm, đồ rất là nhiều các bạn. Các bạn uống kiểu này thì gần dưới gốc cũng không cần thiết các bạn. Khúc gần dưới gốc này thì nó sẽ lên, nó sẽ bị thu hẹp lại khoảng cách chiều cao của cây mai, cho nên là khúc dưới này chúng ta không có nhánh cũng không sao. Và đoạn từ sau cái khúc cua này lên nè, khi mà cái thân nó, cây mai nó vượt lên rồi thì nó sẽ khác lắm. Nhốt cái thằng vô đây luôn. Thân này cái đoạn như này thì lớn tới đây thì không cần phải có nhánh nha. Quan trọng là từ miếng này. Từ miếng này đổ lên thì sẽ ra nhánh rồi sao. Mấy cây này thì mình chuyển đồ thì nó gãy đồ. Nó vẫn bung chuẩn bị bung nụ. Không sao, gì được. Đấy, thấy chưa, đánh một cua vậy đó. Đó. Ok, tiếp tục nha các bạn. Cây này thì mình trồng nó dán chật rồi. Để nó bự. Hello, cỏn.
thấy là kêu tôi liền à. Qua đây. Ngày cái cây nó tiếp được một mùa nắng cuối tháng 4 cũng hơi đuối nhưng mà chiều nay không mưa thì chắc tưới nữa. Này là vào độ mình quấn vô nhôm vào độ tháng 4 thứ hai nha, tức là năm nay là nhận 2 tháng 4, mình vô là giữa cuối tháng 4 âm lịch. Đây nha các bạn. Rồi, thấy chưa? Đây là một cua nữa. Rồi mình đây, mình tiếp. Rồi, có một cây nữa thì mình ao cái clip nha các bạn. Ngày mình xuống thì cũng tùy theo cây nó mạnh hay nó yếu nữa. Có một số cây nó cũng yếu, bị vận chuyển từ nhà vườn về nhà nó cũng hơi yếu cái cây. Bữa nay cây nó cũng tốt rồi, vô nhôm là thấy nó cái thân nó cũng xanh mượt ra rồi. Này là mình vô nhôm hơi nhỏ, nhưng mà vô nhôm nhỏ nó có lợi thế là cái thân cây của mai nó không bị nhôm hút, vậy với cây nhôm nó cũng lợi hại lắm nha các bạn. Mình vô canh cái nhôm vừa thôi, đừng có cây nhôm bự quá. Cây nhôm bự hơn cái thân cây mai quá thì nó lại hút cái cây mai lắm. Mà nhỏ lắm thì mình chỉnh vô nhôm thì mình chỉnh cái cây nó bẻ nó không đi, nó không theo chiều. Cho nên là cái nhôm hơi nhỏ hơn thì mình quấn hơi dày nụ dòng tí. Giờ mình cho nó nấp chỗ này luôn nha các bạn. Rồi. Đánh một cùi này nè. Cho nó nấp chỗ này luôn. Thì tới nữa nó quen chiều rồi mình xả nhôm ra, cũng cây nó cũng nằm kế bên đây đây. Vậy thôi. Xin hết clip các bạn. Thì cũng còn nhiều lắm. Mình trồng cũng khoảng vài chục gốc, 100 gốc à. Nhưng mà mình vô nhôm chưa hết. Bên đây nè, bên đây một rễ nữa nè. Bên đây thì mình cũng chưa có vô nhôm. Cũng nhiều lắm. Đây là trong cái hàng rào nha các bạn. Thì clip này mình chỉ dẫn các bạn có nhiêu đó thôi. Vô nhôm thôi. Thì để 2-3 tháng sau nó xả nhôm mà quay clip tiếp nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.